Mỗi người ta gặp trong đời đều đã trải qua những biến cố hay đang phải đấu tranh với cuộc chiến của riêng họ. Hồi ấy, ông đi lính hẹn bà 5 năm sau sẽ về. Bà mỏi mòn chờ đợi, bà không thấy chút tin tức gì từ ông, không biết ông sống hay chết ra sao. Bà thì lại mang bầu, sau đó sinh con một mình, nuôi nấng nó đến khi đi học lớp 1 thì ông mới về. Bà giận ông lắm. Tôi có duy nhất một thằng con trai, năm rồi nó vào đại học, cả nhà chưa kịp mừng thì nó nghe chúng bạn rủ rê đi kinh doanh đa cấp. Đến lúc vỡ nợ, tôi phải bán cả tivi, xe máy trả cho nó, buồn lắm. Tôi ly hôn nhau vì chồng tôi đi theo người khác. Tôi bỗng chốc trở thành người mẹ đơn thân, vừa đi làm vừa nuôi con còn nhỏ. Mỗi lúc chồng tôi về thăm thằng bé, tôi chỉ ước gì anh ta không tồn tại. Con gái tôi thích cái gì nhỉ? À, hip hop. Nó lúc nào cũng đeo tai nghe, hát hò nhảy múa, thứ nghệ thuật mà tôi chả hiểu cái gì cả. Tôi chỉ muốn nó nối nghiệp tôi trở thành cô giáo. Giờ tôi thực sự thất vọng về nó. Người ta thường chào đón năm mới bằng những lời chúc và niềm vui. Vậy còn những tổn thương, liệu ta sẽ nhớ hay quên? Nhưng quan trọng là ông đã về với bà và con. Dù có bị chiến tranh chia cắt thì tình yêu vẫn giúp ông bà chiến thắng tất cả. Bà tha thứ cho ông. Dù sao thì nó vẫn là thằng con trai tôi nuôi dạy. Mình không thương nó thì ai thương? Tôi tha thứ cho nó. Thật ra thì con tôi vẫn là kết quả của tình cảm chân thành giữa hai vợ chồng. Thằng bé là nguồn sống của tôi hiện tại. Tôi đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Và tôi sẽ tha thứ cho anh ấy. Sau vài lần đi xem nó biểu diễn thì tôi thấy nó cũng có đam mê và có sở thích riêng. Giống như tôi, ngày xưa mẹ tôi cũng muốn tôi trở thành bác sĩ, nhưng mà bây giờ tôi lại là cô giáo. Tôi tha thứ cho nó. Thương thật ra không quá khó để chữa lành. Hãy mạnh mẽ gạt bỏ những niềm đau để tâm hồn mỗi chúng ta được trong lành như con trẻ.